Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếm khó tìm cầu. Con nay thấy nghe quyền rõ như lai nghĩa diệu màu. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Tát. Hãy khởi dụng tâm vì tất cả chúng sanh cầu thành tựu của vị Bồ Đề mà chúng ta tu học Phật pháp. Được một hạnh lành cũng phải trả quá nhiều liên tiếp, thế mà ta vẫn chưa làm được một hạnh nhỏ nào, thật là uổng phí cho kiếp một được sinh làm người. Ta không biết quan hệ xưng tán cúng dường chư Phật, không biết hoằng truyền chánh pháp, không biết cứu giúp cả nghèo khó, không biết bảo vệ cả gặp nạn, không đem lại ân vui cho người có thế. Ta chỉ làm mẹ ta đau đớn khi có thai, chẳng khác mang một lưỡi gươm trong bụng. Vì không biết hướng về Phật pháp trong quá khứ, nên ngày nay ta phải chịu thiệt thòi. Hiểu như vậy, lẽ đâu lại thờ ơ với Phật pháp? Đức Phật đã nói, lòng thành phát nguyện chính là cội nguồn của tất cả công đức. Phát nguyện được xuất phát từ sự quán chiếu thường xuyên về luật nhân quả. Những đau khổ vật chất tinh thần, những tai nạn hiểm nguy, chia ly với những gì thân yêu, đó là hậu quả của sự sống trong tài tiến. Dạ. Thầy thấy câu 40 này. Lần trước thì chúng ta đã nghe về cái đề dùng bốn cái năng lực mà hướng đến sự tu tập, lấy cái đó làm cái năng lực để mà chúng ta có thể tinh tấn, nó thúc đẩy cái sự tinh tấn. Kế nữa thì Ngài Santideva đã nói về những cái thiện pháp mà chúng ta đã không có thực hiện, cũng như là cái điều đau khổ mà chúng ta mang đến cho chúng sanh để làm cái gì, để từ đó mới thức tỉnh được ra, cho chúng ta thấy rằng thật sự thì những cái mà chúng ta cho là phước lành, hay là chúng ta nghĩ rằng đời sống của mình nó có đầy đủ phước báo công đức đồ này nọ đó, nó chưa có phải như vậy. Mặc dầu chúng ta cũng đang cố gắng để tạo chút ít công đức phước báu đó, nhưng mà cái đó trên thực tế thì chưa có đầy đủ để làm cái nền tảng cho sự tu tập thật sự. Mà trong đây Ngài cũng nhấn mạnh cái mà gọi là công đức phước báu thật sự chính là cái những cái mà chúng ta thực hiện khi mà tiếp cận với Phật pháp. Ví dụ như tu học Phật pháp, tức là học giáo lý của Đức Phật, hành trì các điều Đức Phật dạy, quán chiếu tâm thức của mình, hoán chuyển tâm thức của mình, vân vân, để đạt được
đã đạt được những cái công năng, thì cái đó là công đức, là phước báu, là cái nguồn để chúng ta tiếp cận với cái nhân của an lạc hạnh phúc. Như hôm trước cũng nói đó, chúng ta là những chúng sanh hướng đến an lạc hạnh phúc, nhưng mà trong đời sống bình thường thì chúng ta lại tạo những cái nhân cho khổ đau mà rất ít nhân cho an lạc hạnh phúc. Thì nơi đây, chỗ này thì Ngài chỉ ra cái mục tiêu mà chúng ta cần phải tinh tấn tạo được, để từ đó cái nhân an lạc hạnh phúc mới xuất hiện. Và một trong những cái năng lực đầu tiên để thúc đẩy cái sự tinh tấn đó là dục hay là ước nguyện. Dục cũng vậy mà ước nguyện cũng vậy. Nhiều khi mình nói con phát nguyện bản sanh cực lạc thế giới, mà khi người ta nói tại sao mà tham bản sanh đi, lúc đó mình nghe mình sợ, nó dính tới chữ tham cái mình sợ. Trên thực tế tham hay là nó không có phải ác mà cũng phải thiện, nó chỉ là một cái năng lực mà thôi. Khi chúng ta hướng cái năng lực đó đến cái đối tượng ác thì nó thành ác, khi chúng ta hướng cái năng lực đó đến thiện thì nó là thiện. Một vị hành giả thì phần cần phải có cái năng lực này. Ở đây trong từ chuyên môn thì gọi là nguyện, nguyện phát nguyện. Việc phát nguyện rất là quan trọng. Lần trước cũng có nhắc nhở rồi. Tức là cái ngoài cái mục tiêu, ngoài cái mục tiêu, cái motivation, thì chúng ta còn phải có cái một cái goal, một cái sự mà gọi là chúng mạnh nhắm đến cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Thì cái sự dũng mãnh tiến tới cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra này, gọi là nguyện hay là tham vọng cũng vậy thôi. Mình muốn nói một cách cao cả thì mình nói là nguyện, mình muốn nói một cách bình thường thì là tham vọng. Thì chính cái tham vọng này hay cái nguyện này là cái nguyên nhân mà để chúng ta sanh tử luân hồi, mà cũng là nguyên nhân để chúng ta giải thoát, giác ngộ. Tại sao nhắc tới đây cái vấn đề này? Bởi vì để cho chúng ta phải nắm rõ những cái mà chúng ta đang thực hành. Ông Đài cũng nói đi nói lại rất là nhiều lần đó. Cái nền tảng căn bản giáo lý của Đức Phật không ra khỏi cái nhân quả cũng như là duyên khởi. Hai cái này nó giống nhau rồi, từ cái góc độ nhìn khác nhau nhưng mà nó giống nhau. Nhân quả và duyên khởi, tất cả các pháp hoạt động theo nhân quả và tồn tại theo duyên khởi. Chúng ta nắm được điều này thì chúng ta mới đi sâu được vào trong sự tu học. Nếu không nắm được điều này thì sự tu học của chúng ta sẽ bị giới hạn rất là nhiều. Ngay cả khi quý vị hành trì cũng vậy. Quý vị không nắm được cái điều mình đang làm đó, là cái nhân của cái gì, thì chắc chắn khi mà nó đổ quả ra mình ngạc nhiên. Mình nói, ủa, rõ ràng tôi làm điều này để được cái quả kia, mà tại sao nó ra cái quả khác? Điều này cũng rất dễ xảy ra, do vì mình không có rõ ràng. Mình không rõ ràng cho nên lúc mà nó kết quả thì mình mới ngạc nhiên. Giả sử như quý vị niệm Phật đi, niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc thế giới, bằng nhiều trình độ nên lấy cái ví dụ niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc thế giới. Niệm Phật là cái nhân, và vãng sanh cực lạc thế giới là cái quả mà những người tu tịnh độ hướng đến. Nhưng mà trong lúc niệm Phật, trong lúc niệm Phật thì lại không có rõ ràng, không thấy những
cái mà chúng ta đang vận dụng khi mà niệm Phật đó, thì cái nào là nhân của cái gì? Chứ không phải cứ niệm Phật là nhân của vãng sanh cực lạc thế giới. Không có nhất thiết. Nếu mình niệm Phật mà giả sử mình cầu sống lâu, có người niệm Phật vì cầu sống lâu, vì nghe nói rằng là bây giờ trong các pháp trường sanh, Đức Phật A Di Đà cũng có ý nghĩa là vô lượng thọ, sống lâu, rồi mình cứ hướng tới cái sống lâu này mình niệm Phật, mà miệng thì nói con cầu vãng sanh cực lạc thế giới, trong tâm thì hướng đến sự sống lâu, thì cái kết quả đương nhiên là không có vãng sanh cực lạc thế giới rồi. Điều này là cái điều không xảy ra. Lấy cái ví dụ như vậy để quý vị thấy chúng ta cần phải nắm rõ nhân quả như thế nào. Mà trong giáo lý Đức Phật cái gì nó cũng rất là rõ ràng mạch lạc trong đó. Nhân nào sẽ tạo ra cái quả gì. Dĩ nhiên là với cái trí tuệ của chúng ta không có thể nắm chắc được 100%. Nhưng mà trong giáo lý Đức Phật thì Ngài cũng nêu ra những cái tiêu biểu. Tiêu biểu. Ví dụ như muốn vãng sanh cực lạc thế giới thì phải có tín tâm một cách mạnh mẽ đối với ba đối tượng. Phải có nguyện lực một cách mạnh mẽ, thâm sâu đối với một đối tượng. Và phải hành trì cái nhớ nghĩ đến Đức Phật A Di Đà. Có thể là nhớ nghĩ danh hiệu Đức Phật A Di Đà cũng được. Thì đó là nhân và quả thì vãng sanh cực lạc thế giới. Nó rõ ràng như vậy. Mình làm đúng như vậy thì chắc chắn sẽ đạt được như vậy. Và đó là nói về cái sự mà thấy thấu, thẩm thấu được nhân quả. Cho nên trong công việc hàng ngày, Ngài Santideva cũng vậy. Chúng ta cần phải luôn luôn quán chiếu nhân quả. Không phải là đợi mà lên Phật điện chúng ta mới bắt đầu nghĩ tới nhân quả. Mà ngay cả những cái công việc hàng ngày thôi. Dắt chó đi chơi, cho cừu ăn, nấu cơm, cúng nước, cúng thất bảo cho Phật, vân vân, làm những công việc của chúng. Thì chúng ta đang tạo những cái nhân gì? Một phần quan trọng trong đó là tư niệm của mình. Ý nghĩ của mình, sự phát khởi tâm thức của mình, chứ không phải cái hành động. Hành động cũng là cái nhân, mà cái nhân đó nó sẽ đưa đến một cái quả thuộc về hành động. Mà ý niệm nó sẽ đưa đến một cái quả, có thể làm cái quả mà về hành động nó được thăng hoa, được thăng hoa lên, mà cũng có thể nó đưa đến một cái quả khác. Quả khác. Ví dụ như khi quý vị cúng dường cho Đức Phật, rót 7 chén nước, chỉ chăm chú rót 7 chén nước thôi, chỉ đây là 7 chén nước cúng dường cho Đức Phật mà một cách trừu tượng nữa, không hiểu Đức Phật là ai, không biết Đức Phật như thế nào, cứ nói thì thôi, trong lúc mà cúng dường Đức Phật thì cứ nghĩ là cúng dường cho tôn tượng đó, cho cái tôn tượng đó, chứ không có thật sự là cúng dường lên Đức Phật nữa. Thì dĩ nhiên cái quả của mình lúc bây giờ nó sẽ rất là là nhỏ thôi. Có thể là cái tương lai mình sẽ được một đời nào đó mình đi trên sa mạc khát nước và được người ta tặng cho một cái bình nước uống cũng cứu được mạng mình. Nhưng mà nó không phải là cái công đức mà có thể mình đạt được. Đó là nói về cái người mà chuyên tâm đó. Còn huống chi là lúc mà mình cúng như vậy mình lại không có nhiếp tâm. Mình làm một cách gọi là cho có việc, rồi đầu óc thì nghĩ vô cái chuyện khác. Thì dĩ nhiên cái quả mình sẽ nhận được là càng ít hơn nữa. Là ví dụ đi dọc đường đó là ai cho mình chai nước uống vậy thôi. Không nhất thiết là phải cứu mạng mình hay gì. Hay nó. Rồi những sự phóng tâm của mình nó làm cho mình vừa uống nước vừa bị sặc. Người ta cho nước mình uống mà mình uống mình bị sặc. Vấp chân, đổ nước lên trên người. Tất cả những cái đó đều có thể xuất hiện hết á. Bởi vì mình lúc mà mình cúng dường mình lại lơ đễnh, tâm mình không có nhiếp.
Mà một vị lúc bây giờ thì mặc dù rót nước cúng dường Phật mà thấy rõ ràng, quán chiếu rõ ràng đây là nước cúng dường để Phật uống, đây là nước để rửa chân Phật, tắm Phật, đây là vòng hoa trang nghiêm thân Phật, đây là hương đốt cúng dường để mà thanh tịnh cái không gian của Đức Phật, đây là ánh đèn để mà soi sáng cái nơi đó, cũng như là rồi đây là hương để thoa bên thân của Đức Phật, đây là thực phẩm cúng lên Đức Phật, đây là âm nhạc để cúng dường cho lỗ tai của Đức Phật, vân vân, quán chiếu như vậy. Và Phật không phải là cái tôn tượng mà đang trước mặt mình, mà Phật là chư Phật mười phương hoặc là một vị Phật mà rõ ràng ở trong tâm thức của mình, thì cái lúc bây giờ cái sự cúng dường nó thắng thượng lên, từ đó nó thượng, gọi là tăng thượng cái duyên đó lên, thì mình sẽ được công đức rất là nhiều. Đây là nếu mà chúng ta biết nhìn nhân quả thì chúng ta sẽ thực hành như vậy, và chúng ta thấy được cái nhân nào trong đó là quan trọng. Cho nên là ở đây ngài mới nói một vị hành giả nó phải thường xuyên quán chiếu nhân quả, xem cái công việc của mình nó đang mang lại cái quả gì. Giống như quý vị hành trì mà cứ lo thắc mắc thân mình nó đang xảy ra chuyện gì này nọ vân vân, mà không có nhìn rõ cái sự quán chiếu của mình, coi cái quán chiếu của mình nó rõ hay không rõ, nó hoạt động như thế nào, thân và tâm nó được thanh tịnh hay chưa, vân vân, cái này không có nhìn rõ, mà lại đi nhìn những cái biến chuyển gì, thấy thân rung động, thấy quán xuất hiện gì đó lung tung và vân vân, thì cái này nó cũng được, nhưng mà nói về cái kết quả đưa đến tu tập thì nó không phải là chủ yếu. Thành ra vị hành giả cần phải nhớ như vậy, những công việc mà mình làm, việc chúng đồ này nó là những công đức của mình, nếu mà mình biết dùng cái tâm chuyển hóa, và đừng có để nó rơi vào cái biển phiền não. Còn nếu mà mình cứ rơi vào biển phiền não, là một trong những biển phiền não là chấp phiền ngã đó, chấp phiền ngã, thì cái nguyện của mình nó sẽ không có phát được cái nguyện thật sự đó. Chứ còn không nói cái nguyện ngoài miệng của quý vị, cái nguyện ngoài miệng thì nó không là cái nguyện gì cho nó là câu nói chơi vậy thôi, chẳng khác nào câu chửi Đức Phật. Dầu là nói là con nguyện vãng sanh cực lạc thế giới, nhưng mà cái câu này trên cái ý nghĩa thực tế đôi khi là mình đang chửi Đức Phật, bởi vì mình chẳng có tin gì về đó, mình không có nhiếp tâm, trong tâm mình không có muốn, tâm không có muốn vãng sanh cực lạc thế giới, mà miệng thì nó không muốn vãng sanh cực lạc thế giới, thì là chửi Đức Phật gì nữa đâu, phải không? Lừa đảo Đức Phật, chửi Đức Phật, nghĩ là Đức Phật người không có trí tuệ, không biết được mình đang nghĩ trong đầu cái gì, đầu nghĩ một nẻo miệng nói một đường, vậy tức là khinh lờn chửi Đức Phật rồi. Cho nên là chúng ta thẩm thấu được cái tinh yếu thì chúng ta bắt đầu vận dụng tâm thức một cách đúng đắn, và nhờ đó thì cái nguyện chúng ta mới thành thục được. Mà nguyện là một cái năng lực chủ yếu trong cái sự tu tập, có thể là đứng đầu. Không có nguyện thì không tu tập được. Đức Phật sở dĩ khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ vợ đẹp con thơ, bỏ hết tất cả những cái này cái nọ cái kia để đi xuất gia, là vì ngài có nguyện. Ngoài có nguyện, nguyện ngài lúc đó thì cũng đơn giản thôi, tìm ra một cái cách để chính bản thân mình và những người chung quanh mình không có còn bị ràng buộc bởi sanh lão bệnh tử. Cái đó là cái đơn giản lúc bây giờ. Dĩ nhiên trong lúc ngài tu tập thì tất cả những cái pháp bắt đầu nó mở rộng ra, và ngài với cái trí tuệ ngài thấy biết tất cả, và ngài mới giảng
cái bài pháp đầu tiên chúng ta thấy bài pháp về nhân quả, nhân của khổ đưa đến quả của khổ, nhân của an lạc hạnh phúc đưa đến quả của an lạc hạnh phúc, mà đó là tùy theo cái căn tánh của chúng sanh mà ngài giảng như vậy. Cho nên chúng ta có thể nói nếu mà Đức Phật không có một cái nguyện thì ngài không có, hay là Thái tử Tất Đạt Đa là không xuất gia và thành Phật để mà để lại giáo pháp cho chúng ta ngày hôm nay. Cái người tu tập cũng phải có nguyện, chứ không có nói con tu thì tu vậy thôi chứ tới đâu hay tới đó, không cần biết, không cần nguyện gì hết á. Thành Phật độ cao xa quá, không cần biết. Giờ chỉ biết ngày niệm Phật 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ đủ rồi, chuyện khác tính sao. Thì cái đó không ăn nhầm gì tới cái phương pháp tu tập bất trinh. Mà quý vị coi tịnh độ thì trong cái pháp hành thì cũng lấy nguyện là một trong ba hay là bốn cái năng lực chánh để mà thành tựu. Mật tông cũng lấy nguyện để mà thành tựu cái sự tu tập của mình. Quý vị nào trong các nghi quỹ Phật mật tông chẳng thấy cái chỗ nào mà cái bài sadhana nào mà không có phát nguyện ở trên đó, mà không phải là không phát nguyện nhiều lần một lần nữa, mà phát nguyện rất là nhiều lần trong đó. Đoạn đầu phát nguyện, đoạn giữa phát nguyện, đoạn cuối phát nguyện liên tục lặp đi lặp lại những cái lời nguyện, bởi vì nó là cái năng lực chân chánh mà. Và thậm chí là ngay cái người mà tu thiền ấy, người tu thiền cứ nghĩ rằng là mình không có phát nguyện, mà không phát nguyện thì tu làm cái gì, tại sao tu thiền, mục đích tu thiền là cái gì, thì tìm cầu cái mục đích đó chính là sự phát nguyện. Không phát nguyện bằng lời, nhưng mà nhờ vì cái bản chất thật sự của thiền đó là không có lập văn tự đó, không có vướng nơi ngôn ngữ, cho nên có thể những vị tu thiền sẽ phát nguyện chân thật hơn những người tu cái pháp khác. Bởi vì những người tu pháp khác do vì có bài văn, có lời nguyện, cho nên lại cứ lấy cái ngôn ngữ, ngôn từ đó làm cái nguyện, mà quên đi cái năng lực ở phía sau. Còn những người tu thiền thì do vì không có bị ràng buộc bởi ngôn ngữ, thì có thể là cái nguyện nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà vì nó không có ngôn ngữ, cho nên cũng dễ bị lầm lẫn. Nhiều khi mình tu thiền không phải là để cho mình chứng đạo, giải thoát gì, cho nên nhiều khi mình tu thiền để cho người ta nể thôi. Mình ngồi 9 tiếng, 10 tiếng đồng hồ như vậy, người ta nhìn người ta thật khốt. Hay là người ta tôn trọng mình, hay là đại nọ, vân vân. Cái đó cũng có thể xuất hiện. Thành ra chúng ta cần phải thấy rõ. Thấy rõ. Khi chúng ta thấy rõ nhân quả, quán chiếu nhân quả trong mỗi một hành động, thì cái nguyện của chúng ta mới thành tựu được thật sự. Giống như cái người mà giả sử bà con tu ngôn trô đi, cầu được, vì cầu được thanh tịnh thân và tâm, cho nên hành pháp kim cang tác đọa và ra sát tòa. Thì mình hành như vậy với cái tâm nguyện như vậy thì ok. Nhưng mà đôi khi mình hành như vậy thì mặc dù cái bài trì tụng thì nói như vậy, nhưng mà lúc hành trì thì không biết tâm thức nó chạy đi đâu đó, nó tìm cái gì đó, thì đương nhiên là kết quả nó sẽ không có giống rồi, không có giống rồi. Thay vì cái thân trở thành trong sáng, chứa đầy nước cam lồ, chiếu sáng rồi vân vân, biến thành cái thân thành lục bảo thạch hay là cái gì, biết đâu chừng do vì tham mê cái gì đó, đam mê mấy cái hộp sò, không phải cái da được mấy cẩm thạch rồi đó. Lúc suy nghĩ đó, lại nhớ nghĩ tới cẩm thạch, mấy con cho, cháu cho, chưa mình sắm, chưa có cho hay gì đó, hay là mình cho ai mất rồi bây giờ nhớ lại, thì nó thành những cái như vậy. Cũng không chừng, mà đó là nói về những vị mà có năng lực quán chiếu rồi đó, chứ còn huống chi không có năng lực quán chiếu thì lại chẳng đến đâu cả. Vâng, ta tiếp. Nhiều tạo nhiều hành lành thúc đẩy bởi tâm nguyện chân chánh. Bất cứ lúc nào ta cũng nhận được phần thưởng xứng đáng.
Nhưng nếu tạo ác thì dù có ước muốn hạnh phúc đi nữa, bất cứ nơi nào bước chân đến ta cũng phải chịu khổ đau vì đó là hậu quả đương nhiên. Bốn, hóa xanh trong những bông sen thơm ngát, thân thể óng ánh hào quang được nuôi lớn dần bằng diệu âm chánh pháp, các hàng Bồ Tát nhờ tạo nhiều căn lành sẽ xuất hiện với sắc thân thù thắng khi những cánh sen nở xòe dưới hào quang của Đức Phật. Đau đớn la hét vì bị những tên cai ngục của Yama lóc xương, cổ họng uống nước đồng sôi, da thịt bị băm chém bằng hàng trăm mũi dao nung đỏ. Cứ như thế kẻ tạo ác không ngừng bị đọa đầy trong địa ngục cháy bỏng. Như vậy chúng ta hãy phát nguyện tạo hạnh lành, khi sau khi lập nguyện vững chắc chúng ta phải trau dồi tin tưởng quyết chí ứng hợp với kinh Vajradhyaya Sutra. Trước khi làm một việc gì cần phải suy xét xem việc đó có đáng làm và ta có đủ sức hay không. Nếu thấy không đủ khả năng thì tốt hơn đừng làm, không nên làm mà bỏ dở lừa chừng. Nếu bỏ dở lừa chừng ta sẽ phải bắt đầu lại trong những đời sau và như thế vô tình gây thêm trở ngại lầm lỗi. Làm việc này bỏ dở việc kia mất thì giờ mà cuối cùng không xong việc nào cả. À, thì ở đây ngài một lần nữa so sánh cho chúng ta thấy cái quả mà chúng ta có thể đạt được khi chúng ta làm những cái nhân, tạo những cái nhân. Nếu mà chúng ta tạo được cái nhân bằng cái nguyện lực chân chánh, giống như quý vị niệm Phật mà chân chánh cầu vãng sanh, thì ở đây ngài mới tả đó, sanh lên cực lạc thế giới như thế nào, sanh trong hoa sen như thế nào, được cái pháp âm của Đức Phật A Di Đà nuôi lớn như thế nào, vân vân. Đó là quý vị niệm Phật bằng cái tâm nguyện vãng sanh chân chánh. Niệm đây không phải là nói niệm miệng nha, niệm bằng cái tâm ý của quý vị đó. Thế còn niệm miệng thì không có quan trọng lắm, cũng có thể cần nhưng mà không quan trọng lắm. Đây là nói về tâm ý hết đó. Thì và nếu chúng ta hành ác thì đương nhiên cái quả nhận được là cái quả bất thiện, cái quả ác, bị ma quỷ lốc thịt vân vân ở các cảnh địa ngục. Và cái điều mà ngài nhắc nhở đây là dầu mình có mình muốn được hạnh phúc đi chăng nữa mà chúng ta tạo cái nhân ác thì cái điều hạnh phúc chắc chắn sẽ không có đến. Giả sử như là dĩ nhiên là chúng ta ai là cũng người đi tìm cầu hạnh phúc hết. Đó là một cái sự thật, không ai trong chúng ta không tìm cầu hạnh phúc. Có điều cái ý niệm về hạnh phúc nó rất là khác biệt. Có những người, những vị Phật tử tinh tấn chân chánh với cái niềm, cái kiến giải chân chánh thì thấy rõ là sự nhận biết mà của tâm thức là niết bàn, tịnh độ, trí tuệ bát nhã, vân vân. Đó là cái hạnh phúc chân chánh. Còn những cái thứ khác đều là khổ đau, đều là cái hình tướng của khổ đau. Và do cái thấy nhận rõ như vậy đó, nên vị hành giả mới hướng về những cái đó để mà tạo tác. Thì kết quả thì sẽ là sanh về các cõi tịnh độ của chư Phật, trụ vào cảnh giới Niết Bàn, hoặc là trụ vào cái trí tuệ bát nhã vô sanh, vân vân. Ngược lại thì cũng có một số vị vì không có nắm rõ điều này, không có nhận thấy rõ điều này, cho nên mặc dầu cũng hành những cái công phu mà Đức Phật dạy như vậy đó, nhưng mà trong tâm ý của mình thì hướng chỉ đến cái
an vui của thế gian mà thôi. An vui của thế gian. Cho nên kết cuộc thì dĩ nhiên vì chúng ta hướng đến an vui thế gian thì kết cuộc là tiếp tục luân hồi sanh tử, sanh đi trở lại ở trong đời này, không có cái gì khác hơn cả. Và đây là một cái điều chắc chắn, không thể nào tránh khỏi hết. Nếu mà chúng ta còn một chút tâm ý nào mà hướng về thế gian pháp thì tất cả những việc chúng ta làm đều hướng về thế gian pháp hết. Cái năng lực đó sẽ đổ vào trong cái thế gian pháp đó. Cái đó là cái điều đương nhiên. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là một giọt thuốc độc không có thể làm hư cái nồi canh lớn của mình. Mình nấu một cái nồi canh khổng lồ đầy các vị ngon đó mà. Nhỏ một giọt thuốc độc vô đâu có nhau, đâu có nhầm gì đâu. Nhưng mà có nhầm không? Một giọt thuốc độc mà nhỏ vô cái nồi canh lớn đó thì chắc chắn cái nồi canh lớn đó cũng chẳng ra cái đồ yêu gì cho nó. Nó sẽ bị ô nhiễm, bị độc thôi. Cho nên dầu quý vị có rất nhiều thiện căn, thiện tâm, nhưng mà khởi một vài cái ý niệm ác trong đó thôi thì cái nồi đó nó bị hư rồi. Mà ngược lại á, chúng ta có một cái nồi thuốc độc và nhỏ vài giọt cam lộ vô trong đó hay vài giọt cái nước ngon vô trong đó thì cái nồi thuốc độc nó có biến thành ngon không? Chắc khó lắm đâu, cũng khó. Cho nên chúng ta mới thấy thật sự cái ác pháp á, nó ảnh hưởng mạnh hơn cái thiện pháp. Bởi vì sao? Vì chúng ta đang khuấy động ở trong cái ác pháp này. Mà cái năng lực thiện pháp của chúng ta rất là yếu. Do đó trong cái quá trình tu tập, chúng ta phải huấn luyện cái tâm thức của mình, chuyển hóa tâm thức của mình. Cố gắng đừng có để một cái niệm ác nào xuất hiện ở trong. Quý vị tụng giới thì cũng biết rồi đó, Đức Phật trong đó cũng vậy. Đừng có nghĩ rằng một cái việc ác nhỏ mà không có quan trọng, không có sợ. Việc ác dầu nhỏ nhưng mà tích tụ nhiều thì cũng thành một cái chùm lớn. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng ở trong đó. Trong tất cả các pháp hành của mình, luôn luôn xem cái ý niệm của mình từng phút từng giây như vậy. Đừng để các niệm thế tục nó chen vào. Thế tục thì gồm có, nói một cách đơn giản tức là ngũ dục và bát phong đó. Mình cứ lấy cái đó thôi, không cần có nhiều. Ngũ dục và bát phong. Nếu mà có bóng dáng của ngũ dục xuất hiện, có bóng dáng của bát phong xuất hiện, tức biết rằng cái thời khóa đó là mình đã gieo trồng cái nhân rất là tốt đẹp cho luân hồi tiếp tục. Vậy thôi. Còn cái thời khóa nào mà hoàn toàn không có bóng dáng của ngũ dục, không có bóng dáng của tám cái ngọn gió thế gian xuất hiện ấy, thì biết rằng cái thời pháp đó mình đã tạo được một chút ít công đức trên con đường giải thoát của chúng ta. Điều này rất là quan trọng. Phải thấy rõ, nắm biết cái điều này. Còn bằng không, quý vị làm gì làm nó cũng rất là tội nghiệp. Rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Cố gắng làm như vậy đó, tu trì. Ngày nào cũng ngồi tu trì đó mà nghĩ rằng không biết là mình có ai biết mình đang tu không chẳng hạn. Nội cái ý niệm nó khởi lên thôi thì thấy rằng là mình đã gieo cái nhân cho sanh tử luân hồi rồi. Vì cái ý niệm, cái tư nghĩ rằng là không biết có ai biết rằng mình đang tu hay không đó, nó thuộc về thứ nhất đó, về ngũ dục đó, nó thuộc về danh. Về bát phong đó, nó thuộc về khen. Cho nên là cả hai cái đều dính hết á. Mà trong cái nghi mà chúng ta tu tập về tịnh độ đó, Phật tích đó, thì trong bài tám pháp luyện tâm đó cũng có câu gì? Câu gì? Xin cho được biết mọi pháp là ảo tưởng, buông bỏ hết mọi năng
chúng sẽ giải thoát mọi lưu cái trường tình. Nói gì nữa? Xin chân chân không có pháp thế nhưng bởi vì tám pháp thế gian nó sẽ làm ô nhiễm tất cả những cái sự tu tập của mình, cái gió nó mà thổi vô làm hư hết á. Cho nên chúng ta phải rõ trong một sự tu tập. Quý vị đừng có nghĩ là những cái ý niệm nhỏ nhỏ của mình nó không có quan trọng, nó rất là quan trọng và nó sẽ làm ô, tức là làm đen tối, nhiễm, tức là nó bị nhiễm cái đen đó đi, nó không có còn trong sáng nữa. Thành ra chúng ta phải cố gắng đừng cho nó nhiễm cái này. Dạ, và như hồi nãy cái phần dưới thì bổ túc kê trên, tức là chúng ta phải luôn luôn hướng đến cái hạnh lành, hướng đến cái việc lành, tìm cái pháp giải thoát. Và ở đây cái điều quan trọng ngài nói là mình làm điều gì đó thì mình không có nên bỏ dở. Giống như quý vị mà làm control thì phải cho xong control, làm cái pháp nào cho nó xong pháp đó, chứ đừng có nghĩ là bây giờ control đơn giản quá, tôi sẽ hành cái gì chọc trên Mahamudra hay gì đó cho nó ngon, làm nửa chừng nó trời sao khó quá phải bỏ, làm khác. Thì ở đây ngài nói là cái đó nó sẽ trong những đời sau chúng ta phải bắt đầu lại. Ngay cả nguồn trô của quý vị làm nửa chừng mà quý vị bỏ thì quý vị cũng sẽ phải bắt đầu lại. Nên mình bắt đầu cái pháp nào thì phải làm cho nó đến tận cùng. Đến tận cùng. Thành ra đó, cái điều mà thường nhắc nhở quý vị đó, quý vị ký số là vậy đó. Ký số để làm cái gì? Mình ký số là để mình đặt một cái mục tiêu. Mà dựa trên cái mục tiêu này á, mình từng bước mình đi. Chứ đừng có nói, con chỉ niệm thả như vậy thôi, nhiêu cũng được. À, cái nhiêu cũng được đó là cái tâm mà thật sự đối đãi với cái tâm giải đãi của mình. Nhưng mà ví dụ mình phát nguyện mỗi ngày như vậy, phải niệm 10 sâu A Di Đà Phật đi chẳng hạn. Nói cách đơn giản như vậy. Mình phát nguyện 100 sâu cũng được, 1000 sâu cũng được, tùy. Nhưng mà mỗi ngày mình phải làm cho nó nghiêm túc. Mà chính cái đó, mỗi ngày con sẽ xong 1000 sâu. Thì ngày nào cũng phải hành trì cho nó xong 1000 sâu đó. Dĩ nhiên mình nghĩ là 1000 sâu mình là không nổi thì phát nguyện 500 sâu thôi. 500 sâu không nổi thì mình phát nguyện 300 sâu thôi. Chẳng hạn, 300 sâu không nổi thì 100 sâu thôi. Rồi từ từ mình tinh tiến lên. Bữa nay 100 sâu, thấy còn dư giờ, ngày mai 120 sâu, thấy 120 sâu cũng còn được, ngày kia 140 sâu. Mà rõ ràng như vậy, mà khi nó phát nguyện như vậy, nó phải được thực hành một cách đúng đắn, nghiêm mật, cho đến thành tựu. Còn bằng không thì quý vị sẽ phải làm đi làm lại hết, không có thể nào mà nói rằng là thôi bỏ thì thôi, cái đó tôi làm được chút là được chút rồi, nó không có phải như vậy. Thường cái ví dụ mà sư phụ nhắc nhở quý vị đó, tu tập nó giống như là mấy em đi hướng đạo mà nó mồi lửa bằng hai cái khúc cây vậy, nó sẽ chà hai cây gỗ với nhau cho tới khi nào nó ra lửa thì thôi. Mà nó bắt buộc nó phải làm liên tục, nó mới được ngưng, mỗi tay cách mấy cũng không được ngưng. Vì nếu ngưng thì phải làm lại từ đầu. Chứ không nói thôi ngưng chút mình tiếp tục cái chỗ mà mình mình buông ra, cái đó đâu có được. Tâm thức của chúng ta cũng giống như vậy đó. Sự tu tập của chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta mà không làm cho tới cuối cùng thì sẽ phải bắt đầu lại ngay từ đầu thôi. Cho nên một khi mình đã dấn bước trên một cái pháp rồi đó, thì phải làm hoàn tất cái pháp đó. Cho nên ở bên Mật Tông, một trong những cái lợi của Mật Tông hay một cái ưu điểm của Mật Tông là hầu như cái pháp nào cũng cho chúng ta một cái mục tiêu ngắn để mình thành tựu hết đó. Giống như ngôn trô chẳng hạn, cứ lấy 100 ngàn
trước tiên làm cái mốc mình thành tựu cái đó trước đi, và là về cái con số trước, rồi nếu sau đó mình cảm thấy trong mấy cái pháp ngôn thô đó mình hướng về một cái nào chẳng hạn, và mình muốn thành tựu hơn trong cái đó, muốn chứng được cái thân bổn tôn kim cang thất đỏ chẳng hạn, thì lúc bây giờ mình sẽ chuyên chú vào trong cái đó để mình tu tập đến khi mà thân mình biến thành thân kim cang thất đỏ. Thì cái đó là cái năng lực mà chúng ta cần phải tập hoàn tất một cái pháp trong cái sự phát nguyện của mình. Tối thiểu là trên phương diện con số, nó là tối thiểu. Nhưng mà nếu mà mình thành thật thì trong cái con số đó mình phải bỏ ra những cái mà nó không có được thực hiện. Giống như bên Mật Tông mới nói rằng thay vì chúng ta mặc dầu phát nguyện là lạy 100.000 lạy, nhưng mà rốt cuộc thì lạy 111.000 lạy, thêm 111 nữa tức là trừ 10% mà mình phóng tâm, cái đó là chung chung, cái đó là nhìn chung chung thôi. Còn nếu mà chúng ta tu tập một cách mạnh mẽ rõ ràng thì khi mình lạy như vậy thì mình có thể kiểm soát cái lạy nào mà nó gọi là nó đầy đủ á, tức là chúng ta thật sự lạy Phật trong lúc đó đó, thì mình tính. Còn cái lạy nào không có đầy đủ thì cái lạy đó mình cứ bỏ ra bỏ ra thì miễn đủ 100.000 lạy mà đầy đủ chẳng hạn. Thì đó là cái chúng ta cần phải nắm. Sự cương quyết tự tin cần được áp dụng vào ba điều: hành động, phiền não, năng lực. Ta sẽ làm một mình, đó là tự tin trong hành động. Vì nô lệ cho phiền não nên chúng sinh không thể tự tìm an vui giải thoát, do đó chính ta sẽ làm giúp họ, vì ta không bất lực như chúng sanh. Thấy kẻ khác làm việc nặng nhọc mà ta cho là thấp kém, sao ta lại nỡ khoanh ta ngồi yên? Phải chăng ta cho mình quan trọng hơn kẻ khác? Nếu vậy, tốt hơn là ta nên dẹp cái tánh ngã mạn kia đi. Khi tấn công được một con thằn lằn sắp chết, con quạ kia lầm tưởng nó là chim đại bàng. Cũng vậy, nếu tâm yếu hằn thì một sự cám dỗ nhỏ cũng đủ làm ta té nhào. Tại sao lại hằn nhắc từ chối, không dám dấn thân trên con đường giải thoát? Không có một trở ngại nào có thể ngăn cản được sức tinh tấn. Với tâm quyết chí, tự tin, ta sẽ vượt qua tất cả cạm bẫy của cám dỗ. Bởi vì nếu té nhào dù chỉ một lần thôi, thì lời nguyện siêu việt ba cõi quá ra chuyện nói đùa. Ở đây Ngài nói là thật sự chúng ta thấy trước tiên mình thấy tu trong Bồ Đề Tâm này giống tu tịnh độ không? Cũng nguyện rồi cũng tin nữa, cũng hành. Thì tin, niềm tin, tự tin. Ở đây thì nói là tự tin hay tin cũng vậy thôi. Tự tin. Thì chúng ta cần phải có một cái sự tự tin, một cái cương quyết trong cái sự tự tin này. Tự tin là tự tin cái gì? Tự tin đây là tự tin mình có khả năng đạt được giác ngộ giải thoát. Điều này là cái điều chánh yếu. Một vị hành giả mà không có tự tin rằng mình có khả năng đạt được giác ngộ giải thoát đó, thì vị hành giả này trùm mền đi ngủ cho sướng. Chứ hành cũng chỉ là cái sự lừa mình lừa người thôi. Đó, cái sự lừa mình lừa người không có thật. Chỉ khi nào mình tin rằng là tôi có khả năng đạt được giác ngộ giải thoát trên một cách đúng đắn trong tâm thức ấy, thì lúc bây giờ vị hành giả này hành trì nó mới có kết quả thật sự.
mới đi được trên con đường hướng đến giác ngộ giải thoát. Chúng ta có thể hỏi rằng là những vị đệ tử của Đức Phật đó, lúc bây giờ khi mà tiếp cận Đức Phật thì những vị này có cái niềm tự tin đó hay không? Và tại sao chúng ta thấy trong đó là cũng có những vị đâu có nói cái gì tự tin gì đâu, nhưng mà rốt cuộc thì cũng chứng quả A-la-hán. Ví dụ như ngài gì mà quét với rác, ngài Bằng Đạt, tên tiếng Phạn ngài là gì? Chanda. Ngài Bằng Đạt. Tên gì? Dạ không, cái nó chân đa, tên chân đa. Là gì? Bằng Đạt. Bằng Đạt già, Châu Lợi Bằng Đạt già. Châu Lợi Bằng Đạt già. Châu Lợi Bằng Đạt già không phải là anh của Bằng Đạt hả? Hay là ngài Bằng Đạt là Châu Lợi Bằng Đạt già? Hay là ngài Châu Lợi là anh, còn Bằng Đạt già là em? nó không chắc không? Về nắm cho chắc đi. Thì ngay cái ngài Bằng Đạt đó, thì chắc chắn là khi ngài xuất gia, ngài đâu có nghĩ rằng là tôi sẽ đạt được quả vị A-la-hán. Ngài không có nghĩ như vậy. Ngài chỉ nghĩ đơn giản một, thứ nhất là muốn tu tập thôi. Tôi muốn tu tập, tôi thích tu tập. Thích tu tập, cho nên lúc bây giờ khi mà ngài học được không được, bị anh mình đuổi đi về, ngài mới khóc. Ngài mới khóc. Rồi Đức Phật hỏi sao khóc, nói vậy, con muốn tu tập, con muốn rời tăng đoàn. Thì chúng ta qua đó chúng ta thấy thật sự ngài đâu có nghĩ rằng là tôi có khả năng chứng A-la-hán gì, nhưng mà tại sao cuối cùng thì ngài chứng A-la-hán? Cư trí, sẽ quyết tâm hướng đến cái tu trì, hướng đến sự tu trì. Đối với ngài quan trọng là cái pháp thế gian không có hấp dẫn nữa, pháp thế gian không có hấp dẫn ngài nữa, vì không hấp dẫn nên ngài mới thích thú với sự tu trì vậy thôi. Mà trên phương diện ngôn ngữ hay là này nọ, ngài không có nói rõ, không có biểu lộ ra cái sự tự tin này, nhưng mà trên cái đời sống của ngài nó đã hiện ra cái sự tự tin này rồi. Vì ngài thấy rằng chỉ có cái con đường tu trì đó là cái con đường của mình đi, đời sống của mình. Mình đời sống của mình chính là sự tự tin của mình. Không biểu lộ bằng lời nói vì ngài không có khả năng nói. Không biểu lộ bằng cái ý nghĩ vì ngài cũng không có cái khả năng mà ý nghĩ như vậy. Còn chúng ta bây giờ là tư ý nghĩ mình rất là lanh lợi ha. Suy nghĩ ra đủ thứ chuyện hết, lời nói văn huê, văn hoa, văn gì đó, đủ thứ hết á. Nhưng mà trong cái đời sống, trong cái năng lực thực sự, nó lại không có. Không có. Cho nên đôi khi mình thấy cái gương của những vị A-la-hán này nọ, mình nghĩ là các ngài không có sự cương quyết, không có sự tự tin, không có gì hết á. Nhưng mà tại sao để đạt được? Còn mình thì tự tin lẩm lẩm đây mà không đạt được. Vì tự tin của mình nó chỉ ở trên phương diện ngôn từ, không có phải là năng lực thật sự của đời sống. Nó chỉ xuất hiện khi mà chúng ta sống theo cái đó vậy thôi, không cần nói, không cần nghĩ, mà cần sống. Điều này mới là quan trọng. Nên hôm trước mới nói là tu sĩ là đời sống, rất là vậy. Và có ba đối tượng để chúng ta hướng đến trong khi mà chúng ta tu tập hoạt động tâm thức. Thứ nhất là hành động, tức là cái thể hiện bên ngoài.
Thứ hai là phiền não, tức là cái ở bên bên trong. Và thứ ba là cái năng lực, tức là cái động cơ đó. Cái motivation nó nằm ở phía phía sau nữa. Và tất cả những cái này chúng ta phải tự mình gánh vác thôi. Không có ai gánh vác giùm cho mình hết á. Bởi vì không ai làm gì được các cho mình. Bậc đại trí đại lực như là Đức Phật cũng không có thể bỏ mình trên vai Ngài mà vác đến Niết Bàn được. À, nếu mà Ngài làm được thì Ngài cũng làm rồi. Ngài chẳng có nề hà gì cái đó. À, vì Ngài rất thương chúng sanh. Tâm từ bi của Ngài như vậy. Nhưng mà không ai làm được cả. Mà chúng ta sẽ làm được. Phải làm được. Mà điều này là một cái điều chắc chắn. Ngay cả những vị như là lớn tuổi nói là học không được cái này nọ, đó là một cái sự lười biếng. À, già mấy cũng học được hết trơn á, không có nói là học không được. Mình phải có cái niềm tin như vậy. Mình đi trên con đường Phật Pháp rồi, mình phải hướng đến cái đó. Ví dụ người ta 10 ngày ta sẽ học xong, thì mình 100 ngày, 1000 ngày, nhưng mà phải học được. Cái đó là cái thực tế của cái người tu tập đó. Chứ không có tìm những cái thôi con chỉ giờ niệm Phật thôi, A-di-đà Phật thôi. Chẳng hạn, mà A-di-đà Phật chẳng qua là để cho chạy trốn phải học những cái Phật Pháp sâu xa thôi, giống gì đó. Chứ không phải A-di-đà Phật vì thật sự A-di-đà Phật. À, cái này là cái mới là gọi là nguy hiểm. À, mới là nguy hiểm. Vì mình nghĩ A Di Đà Phật là ngon rồi, không ai đụng tới mình được hết á. Đúng, không ai đụng tới mình được hết á. Nhưng mà dạ ma sẽ đụng tới, thần chết sẽ đụng tới, mà lúc bây giờ thì A Di Đà Phật sẽ không xuất hiện nữa. Vì những cái mà sâu kín trong tâm thức á, nó sẽ hiện lên. À, cái ngôn ngữ nó sẽ không xuất hiện nữa. Cái hiểu biết về văn tự nó sẽ không xuất hiện nữa. Mà cái năng lực sâu kín của tâm linh đó, nó khởi lên. Nó khởi lên. Và chạy không thoát được. Chạy không thoát được. Vì tất cả những cái pháp đồng thời xuất hiện đó là điều ảnh hưởng của tâm linh mình hết. Cái chân thật nhất của mình xuất hiện. Mà chân thật nhất của mình lúc bây giờ là mình kiểu gì là hiện được kiểu đó thôi. À, nếu mà chân thật nhất của mình Phật gọi là mình lúc mình A Di Đà Phật mà thật sự A Di Đà Phật thì lúc bây giờ hiện A Di Đà Phật thì khỏe rồi. Rất là ngon. À, lúc là vừa nhắm mắt một cái là bản sanh cực lạc thế giới liền. Không có gì phải lo lắng đắn đo hết á. Không cần ai tiếp dẫn hộ niệm mình gì hết á. Vừa trút hơi thở một cái là cực lạc thế giới xuất hiện ngay trước mắt hành giả liền. Người ta chưa kịp phát hiện mình chết nữa, mình đã vãng sanh cực lạc thế giới rồi. Thì cái đó là thật đó. Lúc mà quý vị A Di Đà Phật là thật A Di Đà Phật. Còn nếu không thì sẽ trải qua những cái giai đoạn của trung ấm đó, nó sẽ xuất hiện như vậy. Mà chúng ta thấy đến cuối cùng đến cuối cùng thì cũng chính chỉ có mình đối mặt với chính mình thôi. À, lúc nằm ở trên cái giường chết cũng chính mình đối mặt với tâm thức của mình. Chết xong rồi cũng chính mình đối mặt với tâm thức của mình. Mà thậm chí là khi lỡ mà luân hồi tiếp tục thì cũng chính mình đối mặt với cái tâm thức của mình. À, cứ như vậy mà nó đi suốt cuộc đời. Nên một hành giả tu tập phải biết. Dĩ nhiên là chúng ta quy y với Tam Bảo, nương Phật, Phật Pháp Tăng. Nhưng mà hành trì thì chính bản thân mình phải hành trì. Chính mình phải đi trên con đường này. Không ai lôi kéo mình đi được cả. Chúng ta đối với chúng sanh mình phải phát nguyện thật là mạnh. Đối với phiền não chúng ta cũng phải chuyển hóa rất là rốt ráo. Đối với cái nguyện lực, cái dụng tâm của chúng ta, mà chúng ta cũng phải phát khởi một cách trong sáng, thanh tịnh. À, thì khi đó, cái gọi là tự tin đó, nó mới có ý nghĩa. Nó mới ý nghĩa. Chứ bằng không, mình miệng mình nói là con chắc chắn sẽ vãng sanh cực lạc thế giới. Mà như hôm trước nói, Đức Phật A-di-đà là cái gì? Mơ mơ hồ hồ.
cảnh giới cực lạc là cái gì, u minh minh, nguyện vãng sanh cực lạc thế giới là ra sao. Đại khái con nói vậy đó, con nguyện vãng sanh cực lạc thế giới đó, đó, vậy đó. Thì đương nhiên cái sự tự tin đó Đức Phật Ngài thấy, Ngài cũng thấy mình dễ thương. Dễ thương giống như những bé bi mà tự tin rằng sẽ bơi qua được Thái Bình Dương vậy đó ha. Bé bi mới vừa thôi nôi mà con sẽ bơi qua Thái Bình Dương. Giống y như vậy thôi à. Mình cái sự tự tin của mình phải dựa trên cái nền tảng, mà cái nền tảng này chính là sự tu tập, là đối mặt với sự phát tâm của mình, hướng với chúng sanh, đối mặt với cái công việc mà đoạn trừ phiền não của mình, đối mặt với cái dụng tâm chân chánh của mình, thì cái đó mới là tự tin đúng đắn. Còn mà không, mình nói con chắc chắn là sẽ như vậy mà không có hướng về những cái đó để làm việc, thì cái đó là không có bảo chứng, không có gì bảo chứng được hết. Thì ở đây Ngài cũng nói chẳng khác nào một cái con quạ hả? Con quạ khi mà nó bắt được một con thằn lằn bệnh sắp chết ha? Rồi nó nghĩ là ta là đại bàng. Nó nghĩ đây là cái gì ghê gớm đó, ta là đại bàng. Thì cũng giống như mình vậy thôi. Đôi khi có một cái gì nhỏ nhỏ đó mình đạt được, mình nghĩ là ghê gớm lắm rồi, ta là bây giờ là Bồ Tát rồi. Ta là A-la-hán rồi. Trên thực tế thì giống như là con quạ mà nó bắt được con thằng lằn sắp chết vậy đó. Mình phải thấy rõ cái hoạt động của tâm là vậy. Vì khi thấy rõ hoạt động của tâm thì mình mới không có lẫn lộn, và mình mới không có bị đánh lừa. Vì cái tâm mà chấp ngã của chúng ta đó, nó rất là mạnh, nó mạnh hơn cái tâm chân tâm của chúng ta. Mạnh ở cái chỗ vì cái chân tâm của chúng ta đang ngủ, và cái tâm mà chấp ngã chúng ta nó đang hoạt động, nên nó thấy nó rất là mạnh. Và mình chỉ thấy nó thôi, không có thấy được cái chân tâm đang ngủ. Và cái hoạt động của cái tâm mà chấp ngã của chúng ta đó, nó luôn luôn nó tìm đủ mọi cách để chúng ta không có đánh thức cái chân tâm dậy. Vì nó biết rằng khi chân tâm dậy thì nó sẽ biến mất, giống như là bóng tối mà nó biết rằng là khi ánh sáng xuất hiện thì nó sẽ tan biến mất thôi. Đó, bởi vì nó là cái mặt ngược lại của một hiện hữu, chứ không có gì hết á. Cho nên khi mà chúng ta muốn tu tập thì nó sẽ xuất hiện những cái pháp. Đôi khi nó là cái pháp mà làm cho mình mệt mỏi trong sự tu tập, không có khả năng tu tập. Mà đôi khi nó cũng là một cái pháp mà nó làm cho mình hăng hái tu tập. Nhưng mà cả hai cái nó đều đưa mình đến luân hồi sinh tử tiếp tục hết. Bởi vì nó đưa mình những cái liều thuốc giả. Giả sử như quý vị tu Vajrasattva đi. Ngồi tu tập như vậy, quán tưởng như vậy, niệm như vậy. Và thay vì cầu thanh tịnh giải thoát, tan biến tất cả các nghiệp, mà lúc bây giờ cái tâm thức mà nó chấp ngã như vậy, nó sẽ xuất hiện và nó nói với mình rằng là ô, bây giờ thân thể nó đã trong sáng rồi, tinh tấn dữ lắm rồi, hôm nay mình tu cũng được nửa tháng rồi, trì tụng 600.000 rồi, 60.000 rồi chẳng hạn. Bây giờ là thanh tịnh hoàn toàn rồi, đâu có cần phải làm chi chân 100.000, thêm 40.000 nữa, tốn thời giờ, bây giờ phải qua cái khác đi. Vì lúc nào ngồi xuống là cũng thấy thân tâm là nó trong sáng hết đó, trí tuệ ngời ngời rồi. Mà nó quên rằng khi mà đứng lên một cái là gặp ai cũng sân si, thấy cái đồ gì cũng ham, tham hết trơn, thấy cái gì cũng ô này đẹp quá, thích quá,
cái này Phật tôi không thích đâu, cái này tôi không muốn đâu, vân vân và vân vân, thì cái thanh tịnh đó không biết nó chạy đi đâu. Hay nó chỉ lúc mà mình ngồi xuống rồi cái mình mới vừa ôm Raksha Sattva cái nó hiện như đó rồi mình nói là nó đã có. Thì đó là con thằng lằn mà bị con quạ mà bắt đựng thằng lằn chết. Là như vậy. Thành đó nó sẽ ngăn cản mình, làm cho mình không có tu tập được đúng đắn. Mà đôi khi nó lại tu tập đúng đắn một cách mạnh mẽ vì thấy rằng ồ mình tụng nó ai cũng nói là ồ sư cô thầy tụng con thấy hay quá, nghe có vẻ giải thoát quá, ngồi tu có vẻ thanh tịnh quá, trang nghiêm quá, là nghe khoái quá. Cứ là lên ngồi tiếp. Lên làm tiếp. Thì cái tinh tấn đó của mình đâu ăn ngầm gì đâu. Cái sự hay là tu tập đó nó đâu dính gì tới giác ngộ giải thoát. Nó chỉ bị cái lời khen nó đẩy thôi à. Nó đẩy thôi. Hoặc là mình tu cái người ta thấy mới nghe người ta nói ôi sao xong rồi hả, chưa chi sao thấy sư cô xuống rồi cái mau mau leo lên lại vì sợ người ta chê. Cho nên là cũng vậy thôi. Thành ra cái sự tu tập đó nó chẳng phải là thật tu, nó là do cái ngã của mình nó thúc đẩy. Mà nếu chúng ta không quán chiếu, không thấy rõ thì sẽ không có thấy đó là phiền não, và cũng không có hoán chuyển nó, mà cũng không thấy được cái trung tâm thật sự là cái gì, nên mình cũng không có khởi được cái đó một cách viên mãn đúng đắn nữa. Và chúng ta sẽ rơi vào những cái cạm bẫy, những cái bẫy của tâm thức, tâm thức mà tâm thức chấp ngã chúng ta. Nó dẫn chúng ta đi. Bữa nay chắc nhiêu đây thôi. Chúng ta hồi hướng mình. Chúng sanh không số lượng, thể nguyện đều độ khắp, phiền não không cùng tận, thể nguyện đều dưng sanh, pháp môn không kể xiên, thể nguyện đều tu hồng, Phật đạo không gì hơn, thể nguyện được viên tận. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn tâm phần đời.